Đôi mắt cô ta bất định và có màu xanh đục. Tôi biết cô ta không nhìn thấy tôi. Những giọt lệ chảy dài xuống má tôi, lã chã xuống cả áo. Dạ em nghe. Dạ hợp đồng em soạn xong rồi, em sẽ nhờ thư ký của em chuyển cho anh trong ngày. Dạ. Dạ rồi. Dạ em nhớ rồi. Anh làm được không? Làm gì? Hả? Không làm được tôi đi về nha. Ê. Đưa đây. Trời, chẳng có chuyện cho tôi. Vậy mà anh nói là cái giọng đọc của anh là hay lắm, truyền cảm lắm. Đọc gì đâu buồn ngủ muốn chết luôn à. Thôi trả chuyện tôi đi về. Ê khoan, tự nhiên đi về. Vậy? Tự nhiên đi về. Đi về rồi bà nội tôi sao? Ủa anh mắc cười không? Bà nội là bà nội của anh. Thì bà nội vậy thì anh tự giải quyết đi chứ. Ê, cô nhận tiền của tôi, cô không được ăn nói vô trách nhiệm đi nha. Rồi sao? Bây giờ tôi đền hợp đồng. Xong rồi hả, tôi hủy hợp đồng với anh á. Anh làm gì tôi? Tôi lại cô. Cô cứ nào ở đó tôi sẽ phục vụ cô tiếp. Cá rô khoa tộ, bò xào hành tây, rau càng cua trộn giấm. Tôi sẽ đặt đồ ăn cho cô. Vậy anh nấu cho tôi. Về à? Tôi nấu. Để tôi đi chợ tôi mua đồ ăn về cho cô. Vậy anh phải nấu. Anh mà không nấu hả? Để anh biết tài tôi. Tôi chỉ cho anh 20 phút đi chợ và 30 phút nấu ăn. Thời gian bắt đầu được tính. Quá đáng lắm. Cô quảng cáo nhiều lắm mà. Cô ăn giống như người ta quảng cáo vậy đó. Tại anh nấu ngon thôi. Nhưng mà lúc anh nấu ăn cho tôi á, anh thấy vui lắm đúng không? Ừ. Tôi thích nấu ăn mà. Nấu ăn cho ai ăn tôi không vui. Cái này là anh tự đòi nấu ăn chứ bộ, chứ đâu phải tôi ép anh đâu. Tôi thì thấy ngược lại á. Cô ép tôi quá đáng luôn. Anh biểu. Anh cần tôi. Với lại Quỳnh à, Quỳnh à. Về. Ăn từ từ thôi. Chừa bụng. Còn 2 round nữa, cái này mới round 1 à. Anh biểu nấu ăn ngon chị. Chứ thiệt nha. Bạn gái anh không có số hưởng. Tôi hả? Người tôi nha, nấu ăn ngon. Có chết tôi cũng không bỏ. Cô đừng nói vậy. Cô không phải là bạn gái của tôi. Hả? Vậy là quên được cổ rồi hả? Ý tôi là cổ không phải là bạn gái của tôi, mà là vợ sắp cưới của tôi. Rồi giờ sắp cưới yêu thương nhau quá mà, bởi vậy mới kêu người gả làm người yêu đi câu vợ với bà nội chứ gì. Hết hứng à? Đừng có xạo, ăn no rồi kêu hết hứng. Hết hứng không ăn nữa nè. Đừng có giả bộ giận tôi rồi bỏ đi nha. Tôi không biết ăn nói so với bà nội tôi đâu đó. Cái gì? Tôi mà thèm giận mấy người hả? U mê hết tôi chửi như anh hả? Chứ giờ có muốn sao? Quỳnh. Gì?
Em đang làm cái gì vậy? Bò kho cục thịt mỡ cho anh đó, ăn đi. Ủa, em biết anh thích ăn bò kho cho nên em mua cho anh đó hả? Cái này là em nấu cho anh đó. Cái gì? Em tự tay nấu bò kho? Ủa, em nói là em nấu, thái độ gì vậy? Thì là em nấu, nhưng mà không biết có ăn được hay không. Cam Quỳnh ơi, anh đang giảm cân, anh không ăn thịt bò được đâu Quỳnh ơi. Sao? Con gái Quỳnh ơi. Ngon, ngon quá Quỳnh ơi. Khoan nha Quỳnh. Gì? Bữa nay em khác thường lắm á nha Quỳnh. Không cho ăn nữa. Tao nói mút về cho ăn mà. Không cho ăn mà không. Anh ăn Quỳnh, cho anh ăn đi mà Quỳnh. Mới hoài cho ăn mà hoài không. Cái gì vậy? Hai đứa con làm gì vậy? Mẹ, lên nào vậy? Ủa gì mới qua chơi hả gì? Gì? Ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Gì? Con kể gì nghe nha. Bữa nay em Quỳnh á nấu được món bò kho đó dì. Dạ. Để con múc cho dì ăn thử nha dì. Này, dạ. Dì ăn thử đi dì. Ngon lắm. Trời, hết hồn luôn. Cái gì mẹ? Quỳnh ơi Quỳnh, mẹ xúc động quá. Con nấu đây hả Quỳnh? Dạ. Từ trước tới giờ con biết không, con Quỳnh nó vô bếp là nó phá bếp, chứ làm gì mà có cái chuyện là nó ngon như vậy. Quỳnh ơi Quỳnh. Dạ. Mẹ mừng lắm rồi. Từ đó tới giờ mẹ cứ lo cứ sợ. Mẹ sợ con ế. Con biết sao ế không? Phụ nữ mà không biết nấu ăn là dễ bị ế chồng. Mẹ yên tâm đi, con có ế cũng lo chết đói đâu mẹ. Ngon quá, múc thêm cho dì ăn con. Đây con múc, cho múc cho dì ăn. Con quá, ngon quá, vừa vừa thôi. Dạ. Nguyên cục mỡ, ta đã mỡ nhiều rồi. Nhưng mà ta cũng khoái nha, ngon quá. Dạ. Mẹ nhớ rồi, thứ bảy này, đám giỗ ở nhà ngoại. Con về con thực hiện cái món này cho mẹ nghe chưa. Hả? Cho bà con làng xóm người ta ăn cho người ta ghiền. Con nấu này dỗ. Ừ. Được các con ha, quyết định vậy đi. Dạ. Ông Thiện. Ủa, anh sao ở ngoài kêu ông vô đây kêu anh? Ủa anh đi đâu vậy? Tôi đi công tác, một tuần nữa tôi mới về. Bây giờ cô ở nhà nấu ăn. Cái gì? Không có đọc tin nhắn của tôi hả? Nãy giờ tôi lo soạn đồ tôi không có thấy. Thôi bây giờ cô cứ ở nhà với nội đi ha. Còn cái chuyện mà đợi tôi về đi rồi tôi nấu ăn cho ăn. Không được, anh về công tác được không? Anh mà không chỉ tôi nấu ăn là tôi chết chắc luôn á. Cô ơi, bây giờ tôi mà về công tác là tôi cũng chết chắc luôn á. Bây giờ không mấy giờ cô ở nhà đi, có gì kêu nội nấu ăn cho mình ăn cũng được nha, một tuần nữa tôi về. Không, anh Thiện. Chết rồi. Quỳnh. Trời đất ơi, giờ con trả lời với mẹ là cuối tuần này con không có về ngoại làm sao? Bây giờ cái bụng con nó đau quá mẹ ơi. Giờ đau vậy sao con về? Nè nè, nghe mẹ nói nè. Không sao, mẹ sẽ đi mua thuốc cho con uống. Con uống thuốc là con sẽ đỡ, con đỡ là con về con. Cái gì thu á? Rồi con chỉ có cần đêm á. Làm cái gì vậy Quỳnh? Cái bụng con bây giờ nó quặn quá mà lần nó trướng lên á. Quặn là quặn làm sao, nhưng mà đau là đau làm sao mới được chứ. Cái gì mà bây giờ nó cứ thắt lại. Thắt lại mẹ biết cái tay nói gì đau má hú đó. Má hú luôn cái gì? Con hú luôn mà nó không hết đau nữa. Ôi nó cho mệt quá, nói mà nói nghe thấy ghê quá. Đau thì đau làm sao, đừng để đưa mẹ coi đưa cái bụng người ta. Mẹ đừng nhấn, mẹ đang nhấn vào nỗi đau. Thôi vậy thôi đi.
đau đớn cái kiểu này thì làm sao mà nấu nướng gì được nữa. Trời, sao mà nấu. Sức khỏe của con thì quan trọng hơn. À, dạ. Vậy thôi khỏi về. Dạ. Dạ sao mẹ? Khỏi về. Rồi nhưng mà cũng phải đi khám bệnh. Đành vậy thôi chứ sao. Quỳnh, em ăn đi Quỳnh. Không ngon, không ăn. Trời đất ơi, em kỳ cục ghê luôn á. Em nấu ăn ngon mà lại không chịu nấu ăn. Anh đưa cái gì cũng chê không ngon. Hỏi sao không đau bao tử. Chừng nào ông chủ về. Về sớm chút được không? Tôi không bắt ông chủ nấu nhiều đâu. Nấu một món thôi. Tôi hứa mà lần này sẽ không phụ ông chủ rửa rau. Về lẹ đi, đồ ăn ngoài nuốt không có trôi luôn ông chủ. Nè, ăn đi. Trời ơi, không có ăn ông chủ ơi. Anh là ông Dũng chứ ông chủ hồi nào. Em bị cái gì vậy Quỳnh? Bị cái gì? Kệ tôi đi.